Liên quan đến những vấn đề căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt là sự căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực ngày càng gia tăng, phía Mỹ đã phát đi thông điệp thể hiện sự cứng rắn với Trung Quốc, đồng thời đã tập trung nhiều oanh tạc cơ, chiến hạm Mỹ đổ về Biển Đông. Ở động thái mới nhất của Mỹ dành cho Trung Quốc có liên quan đến Đài Loan, cụ thể khu trục hạm USS John S. McKay mang tên lửa dẫn đường ngày 4 tháng 2 đã vừa hoàn tất chuyến bay đi ngang eo biển Đài Loan lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Báo Star and Stripper dẫn lời phát ngôn viên hạm đội 7, đại úy Joe Kelly cho hay chuyến đi của tàu USS John S. McKay là theo lệ thường và tuân thủ các quy định về luật quốc tế. Trước đó cùng ngày, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay vừa có chuyến hạm Mỹ đi ngang eo biển nhưng không công khai danh tính con tàu. Chuyến đi diễn ra sau khi hai máy bay trinh sát và một máy bay tiếp liệu của Mỹ đã tiếp cận không phận Đài Loan hôm 1 tháng 2. Chưa đầy 2 tuần trước đó, Trung Quốc điều 8 oanh tạc cơ có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân và 4 tiêm kích bay vào không phận phía Tây Nam Đài Loan. Theo AP, hôm 23 tháng 1 cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc liên tục hành xử theo kiểu hăm dọa láng giềng cũng như Đài Loan. Lần gần đây, Mỹ cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan là vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, đánh dấu lần vượt eo biển thứ 13 của chiến hạm Mỹ trong năm 2020. Chuyến đi này cũng phá kỷ lục trước đó của Hải quân Mỹ về số lần qua eo biển Đài Loan, cụ thể là 12 lần vào năm 2016. Có thể thấy về vấn đề Đài Loan giữa Mỹ và Trung Quốc đã có rất nhiều lần lời qua tiếng lại, tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Đặc biệt là khi bất chấp Mỹ hậu thuẫn cho Đài Loan về mọi mặt thì Trung Quốc vẫn có những động thái quyết liệt đối với Đài Loan. Thậm chí một chiến lược gia tăng hàng đầu của Úc cũng đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể châm ngòi khủng hoảng quân sự đối với Đài Loan trong năm nay. Lợi dụng vào tình hình đại dịch COVID-19, lời cảnh báo được đưa ra bởi Giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI Peter Jennings, thành viên nhóm chuyên gia được mời phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Theo đó, phiên điều trần của Ủy ban Mỹ-Trung Quốc tại Quốc hội Mỹ nhằm dự báo về Biển Đông, Biển Hoa Đông và Đài Loan, ông Jennings cho biết Trung Quốc có thể sẽ thử các giới hạn. Theo ông, khả năng đó có thể không liên quan đến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, nhưng có thể liên quan đến việc cản trở về hàng hải, đóng cửa không phận, tấn công mạng, phóng tên lửa gần, bay qua Đài Loan, cùng các phần tử phá hoại dùng lực lượng PLA trong các hoạt động vùng xám hoặc khả năng chiếm các đảo như là Kim Môn, Mã Tổ và Đông Sa. Ông Jennings dự báo Bắc Kinh sẽ tiếp tục khảo sát bằng hành động quân sự, thử xem phản ứng quốc tế và khảo sát tiếp. Chuyên gia này cho rằng không chắc chắn Trung Quốc sẽ tìm cách tiến hành một hoạt động quân sự lớn nhằm vào Đài Loan hoặc ở Biển Đông, nhưng có quan điểm sẽ tiến hành nếu thấy có lợi. Cũng tại phiên điều trần, chuyên gia phân tích về Trung Quốc Taylor Freyrell tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT lưu ý rằng việc Bắc Kinh nhấn mạnh về việc đạt được mục đích mà không sử dụng vũ lực, các chiến thuật vùng xám bao gồm việc phớt lờ các ranh giới quốc tế, lôi kéo về kinh tế và cưỡng ép. Tuy nhiên, không phải toàn bộ các chuyên gia tại phiên điều trần đồng ý về mối đe dọa tiềm ẩn trước mắt. Chuyên gia Robert Schuster tại Trường Ngoại giao Elliott, Mỹ cho rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều lý do để tránh đối đầu với Mỹ. Còn giáo sư kinh tế quốc tế Mary Lebley cho rằng nền kinh tế thế giới ổn định sẽ có lợi cho Trung Quốc, nhưng nước này cũng có các vấn đề nghiêm trọng bao gồm các thách thức trong và ngoài nước. Theo bà, Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm lợi ích từ thương mại và đầu tư quốc tế, và giới lãnh đạo nước này đã nỗ lực ngoại giao để đạt lợi ích đó. Về phía Trung Quốc, dường như quốc gia này cũng chẳng quan tâm mấy đến những điều mà các quốc gia khác bàn luận về mình. Thay vào đó, các cuộc tập trận bổ sung khí tài vẫn đang được Trung Quốc triển khai mạnh mẽ. Mới đây, OSINT vừa tiết lộ hình ảnh có lẽ là đầu tiên của một lớp tàu ngầm mới vận hành bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Bức ảnh được chụp bằng vệ tinh thương mại do công ty Massa, trụ sở ở Westminster, bang Colorado, Mỹ, thực hiện và được bổ sung trong đợt cập nhật của Google Earth gần đây. Có thể thấy thì Trung Quốc đã xây dựng một nhà xưởng khổng lồ cho các dự án đóng tàu ngầm hạt nhân, địa điểm này gần nhà máy đóng tàu Bột Hải, tỉnh Liêu Ninh, cái nôi của các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc. Dù xưởng tàu vẫn trong quá trình thi công, những khu vực chính đã hoàn tất và ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy bóng dáng của thân tàu đầu tiên của lớp tàu ngầm mới. Vẫn chưa rõ tên của lớp tàu này, tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng có lẽ đây là chiếc đầu tiên của lớp tàu ngầm tấn công TIF-095 SSN hoặc lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo TIF-096-2 SSBN. Vệ tinh đã chụp được phần đuôi của tàu ngầm. Kích thước của phần này từ 30 đến 32 mét, bề mặt ngang là 11 đến 12 mét, và nhờ vào đó các chuyên gia cho rằng đây là một đoạn tàu ngầm lớp TIF-095 hoặc TIF-096.
Theo giới quan sát, lớp tàu ngầm mới nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng của Hải quân Trung Quốc. Các tàu ngầm hạt nhân sẽ đóng vai trò then chốt nếu Trung Quốc muốn đạt đến tham vọng trở thành một hải quân hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Lớp TIF-095 là một loại tàu ngầm tấn công được Trung Quốc kỳ vọng có thể tiếp cận năng lực của lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Và lớp TIF-096 được thiết kế nhằm nâng cao khả năng sống sót và mở rộng phạm vi răn đe hạt nhân của Trung Quốc trên biển. Những lớp tàu ngầm mới của Trung Quốc sẽ hiện đại hơn TIF-093, đặc biệt ở khoảng cải thiện năng lực di chuyển tàng hình. TIF-095 được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Plan muốn tăng cường sự hiện diện tại Ấn Độ Dương. Trước tình hình ở Biển Đông, nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực đã thể hiện sự quan ngại sâu sắc. Mới đây, các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng của Anh và Nhật Bản đã bày tỏ sự quan tâm về tình hình tại Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời phản đối mạnh mẽ bất kỳ âm mưu nào nhằm thay đổi hiện trạng tại đây. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kasunobu Kato đã lên tiếng quan ngại về luật mới gây tranh cãi của Trung Quốc. Theo đó, trao quyền cho lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực tại những khu vực mà Bắc Kinh ngang nhiên xem là vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Ông Kato cảnh báo Trung Quốc không được sử dụng luật trên để chống lại luật quốc tế. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết Tokyo sẽ cân nhắc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về lĩnh vực an ninh hàng hải với các nước khác trong khu vực, bao gồm Philippines và Việt Nam. Hai tuần trước, phái đoàn đại diện thường trực của Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 1 đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với chủ quyền trên Biển Đông. Công hàm nêu rõ với tư cách là quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Nhật Bản bác bỏ quan điểm của Trung Quốc, vốn cho rằng việc Bắc Kinh vẽ đường cơ sở lãnh hải trên các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông là phù hợp với UNCLOS và pháp luật quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với kênh ANC về luật hải cảnh hôm 1 tháng 2, cũng là ngày luật hải cảnh mới chính thức được Trung Quốc thi hành, ông Greg Spaulding, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ, cảnh báo rằng luật mới không chỉ chẳng thay đổi thói quen hành xử bạo lực, hung hăng, phi pháp của hải cảnh Trung Quốc, mà còn trở thành công cụ mới phục vụ cho tham vọng của Bắc Kinh. Để đáp trả, ông Spaulding cho rằng các bên nên phối hợp với Mỹ và châu Âu để gia tăng hơn nữa sức ép ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Kinh. Bên cạnh việc đồng quan điểm về những vấn đề ở Biển Đông, ngày 4 tháng 2, báo Nikkei Asia đưa tin phía Anh và Nhật Bản vừa đồng ý sẽ tập trận chung khi Anh điều nhóm tác chiến tàu sân bay SMS Queen Elizabeth đến vùng biển châu Á trong năm nay. Thông tin này cũng được đưa ra tại cuộc họp 2+2 đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 12 năm 2017, với sự tham dự của Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi ở phía Nhật, cùng Ngoại trưởng Dominic Raab và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace của Anh. Với Nhật, đây là cơ hội để châu Âu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề như là quần đảo Senkaku, điếu ngư, tranh chấp với Trung Quốc, cũng như việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng hiện diện trong khu vực. Phía Nhật hoan nghênh việc Anh đưa nhóm tác chiến tàu sân bay SMS Queen Elizabeth đến châu Á, thể hiện cam kết lớn hơn đối với khu vực. Về phía Anh, Bộ trưởng Wallace cho biết, lần điều động quan trọng nhất của Hải quân Hoàng gia Anh sắp tới thể hiện cam kết của Anh trong việc phối hợp với các đối tác trong khu vực nhằm duy trì trật tự dựa trên pháp luật và thúc đẩy an ninh thịnh vượng chung. Hai nước khẳng định quan điểm phản đối bất cứ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Vừa qua có một số thông tin cho rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng căn cứ tên lửa đất đối không ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nằm cách biên giới Việt Nam chỉ chừng 20 km. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 4 tháng 2, phóng viên đã đặt câu hỏi với người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng về vấn đề này. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin trên. Trong khi đó, nói về phản ứng của Việt Nam với luật hải cảnh mới của Trung Quốc, bà Thu Hằng nhắc lại quan điểm rằng trong việc ban hành, triển khai văn bản pháp luật của quốc gia liên quan đến biển, các quốc gia phải có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, đặc biệt là Công ước UNCLOS năm 1982. Bà tái khẳng định Việt Nam có đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thu Hằng cũng trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới tình hình an ninh, kinh tế, dịch bệnh COVID-19. Trong đó có Biển Đông. Gần đây, các nước như là Nhật Bản và Anh đã bày tỏ quan ngại về Biển Đông và Biển Hoa Đông
Trong đó có thông tin Anh sắp triển khai tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông nói riêng. Về thông tin trên, người phát ngôn cho biết Việt Nam ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Theo bà Thu Hằng, hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào các mục tiêu này.